4 câu chuyện cuộc sống ý nghĩa, nghe xong có được nhiều bài học bổ ích. Câu chuyện thứ nhất, giọt máu đào. Bố mẹ chồng Tuyết sinh được 2 con trai, thế chồng Tuyết là con thứ. Hơn chục năm trước, vợ chồng anh Thành vào miền Nam lập nghiệp. Được ít năm, Thành có ý định đưa bố mẹ vào sống cùng gia đình. Thực lòng cũng muốn ở với con trưởng, nhưng lúc ấy Thế chưa lập gia đình, nên ông bà không nỡ để anh bơ vơ một mình. Lúc Tuyết mang bầu, ông bà nấn ná ở lại lo lắng cho con dâu sắp đến ngày sinh nở. Rồi Tuyết cũng mẹ tròn con vuông. Cô Tích sinh đủ tháng nhưng thiếu cân, thể trạng yếu hơn những đứa trẻ khác. Nó lười ăn, quấy khóc ngằn ngặt, làm bà nội vất vả, ôm cháu vỗ về suốt đêm. Thương con thương cháu, ông bà gác hẳn chuyện vào Nam, quyết định ở lại ít năm đỡ đần vợ chồng Thế cho cô Tích cứng cáp. Cô Tích lên 4 tuổi, bi bô nói cười vui vẻ suốt ngày. Nó quấn quýt ông bà nội, tối đến đòi ngủ với ông để nghe chuyện cổ tích. Bà đi chợ về, nó hỏi, bà có mệt không? Bà rơm rớm nước mắt. Cháu còn bé nhưng đã biểu hiện là người tình cảm, biết quan tâm đến người khác, khiến bà cảm động, mát lòng. Nhiều hôm, Tuyết bận dự hội nghị, Thế đi công tác cả tuần, việc đưa đón cô Tích ở lớp mẫu giáo, một tay ông bà gánh vác. Hôm ấy tối muộn, cô Tích bỗng sốt sình sịch, ông bà lúng túng, bèn gọi điện cho Tiến, con người em ruột nhà ở ngoại thành. Nửa đêm, Tiến chạy xe máy đến đưa cô Tích đi cấp cứu. Tiến nhanh nhẹn nhiệt tình, nhiều lần còn nói với Tuyết, nhà có việc gì chỉ cứ gọi cho em bất kể lúc nào. Tuyết cảm thấy mình thật may mắn, tuy nhà chồng không giàu có nhưng được anh chồng hiền lành, có trách nhiệm với vợ con, lại được ở chung cùng bố mẹ chồng hết lòng thương yêu con cháu. Họ hàng tuy không đông nhưng chỉ ới một câu là có mặt, nhiệt tình giúp đỡ. Mấy chị cùng cơ quan bảo, một mẹ già bằng 3 con ở, mị lơ nga lơ ngơ, làm dâu như thế là hóa sướng, ông bà đỡ cho bao nhiêu việc. Khi cô Tích học lớp 1, sức khỏe của ông bà nội bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Bà trợ chứng đau nhức xương khớp, ông bị bệnh dạ dày tái phát hành hạ. Đúng lúc ấy, bác Thành gọi điện ra. Khí hậu trong này tốt lắm, ông bà vào đây với chúng con, đảm bảo bệnh tật sẽ tiêu tan hết. Ra sân bay tiễn ông bà, cô Tích ngơ ngác hỏi, ông bà nội đi đâu thế? Ai dắt con đi học, đi nhà sách, đi công viên? Nghe giọng cô Tích bi vô hồn nhiên với những câu hỏi ngây thơ, ông bà cùng vợ chồng Tuyết ai nấy đều ngân ngấn nước mắt. Từ ngày ông bà nội vắng nhà, cô Tích luôn miệng hỏi mẹ, bao giờ ông bà nội ra với con? Tuyết vuốt tóc xoa xoa hai bên má con vỗ về, con ngoan ngoãn, không lười ăn, nghe lời bố mẹ thì ông bà nội sẽ ra với con. Thực lòng, Tuyết cũng thấy hẩn hụt, ngẩn ngơ, mất gần một tháng sau khi bố mẹ chồng vắng nhà. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà đều đến tay cô. Một cảm giác chơ phơ, không có điểm tựa, vững vàng, cứ đeo đẳng Tuyết. Sự có mặt của bố mẹ chồng khiến cô yên tâm, dường như được che chở trong mọi tình huống. Đúng như các chị cùng cơ quan vẫn nói, mày dựa dẫm ông bà quen rồi, giờ rời ông bà ra là lúng ta lúng túng. Đã vậy, ngày nghỉ cũng chẳng được yên tĩnh, nhà bên cạnh luôn mở nhạc oang oang như tra tấn hàng xóm, quanh đi quẩn lại bài hát cũ mềm. Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động, làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miệng đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Tuyết cài tháng với chồng, thấy cười trừ, ối dào, người ta thích thì người ta nghe, cấm thế nào được. Giá con bà nội ngoài này, ông chỉ sang góp ý một câu, chắc hàng xóm sẽ dừng mở nhạc hoặc vặn nhỏ loa ngay lập tức. Một buổi chiều, Tuyết về nhà sớm. Từ xa, cô đã thấy trước cửa nhà lãng vãng mấy người đội nón, dắt xe đạp như đứng chờ ai. Một chị ăn mặc kiểu phụ nữ ngoại thành, sau xe buộc mấy vỏ hộp bì cắt tông cùng lĩnh kỉnh túi dứa đựng gì không biết. Chị hỏi ai? Tuyết đánh tiếng.
Nhà em có vỏ lon bia, giấy vụn, bàn là nồi cơm điện cũ hỏng, bán cho chị. Tức cảnh giác, nhà tôi không có gì bán, mời chị đi chỗ khác. Lãng phản ở đây, người ta tưởng rình mò gì, họ mời lên phường đấy. Chị động nát không nói không rằng, lặng lặng dắt xe đi. Một buổi sáng, trước chiếc xe máy ra cửa chuẩn bị đưa cô Tích đến lớp, thì thấy lớp sau bị xẹp rúm từ bao giờ. Thế thì đã đi làm từ rất sớm. Chưa biết tính sao, bỗng trước cửa xuất hiện một gã xe ôm cao lớn, mặt đen bóng, tóc húi cua, hai cánh tay xăm trổ hình thù kỳ quái, nơm dễ sợ. Chị bế cháu lên xe em chở đi học. Cơ quan chị ở phố nào em chở chị luôn, kẻo muộn giờ làm. Gã xe ôm lên tiếng mời mọc. Tức giật mình, ra không biết xe mình bị hỏng mà Phục ở cửa đón mình nhỉ. Xăm trổ đầy người phát khiếp. Tức là cảnh giác xua tay. Thôi thôi, tôi đi taxi cũng được. Gã xe ôm liền nổ máy, vòng xe phóng đi. Tức cảm thấy có gì đó bất an. Không lẽ có người luôn rình mò Phục quanh nhà mình để theo dõi. Tức nói với chồng, thế gạt đi. Em cứ nghĩ vớ vẩn, làm gì có chuyện ấy, cứ tự kỷ ám thị, chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi. Nhiều đêm, Tuyết thức giấc vì nghe tiếng chuột chạy loành xoành trên mái tôn ban công, hay sáng sớm nghe tiếng cười xôn xao và tiếng xe máy nổ trước cổng nhà. Tất cả đều khiến cô thu mình lại, cuốn chăn kín nằm rúng rõ trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Những lúc ấy, Tuyết bỗng nhớ về những ngày bố mẹ chồng cô còn chưa vào năm. Ôi, gia đình ba thế hệ bình yên và vững chãi quá. Một chiều đi học về, cô Tích sốt cao, mặt mày tím tái, người nó rũ ra như tàu lá héo. Tuyết cuống quýt gọi điện cho chồng, rồi vội vã đưa con đi cấp cứu. Bác sĩ cho uống thuốc giảm sốt, làm các xét nghiệm và yêu cầu nhập viện ngay. Tuyết xin nghỉ làm, ở riết trong bệnh viện. Thế thì chạy ra chạy vào lo ăn uống cho hai mẹ con. Cả đêm, Tuyết nắm chặt bàn tay xinh xinh bé bỏng của con. Sáng hôm sau, ông bác sĩ cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án, nhìn Tuyết ái ngại. Cháu bé bị bệnh về máu, chỉ cần tiếp máu là ổn. Gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức để cháu bình phục. Tuyết sụt sùi níu tay bác sĩ. Vợ chồng em, cả họ hàng, huyết thống gia tộc sẵn sàng tiếp máu cho cháu, tâm sự trông nhờ vào bác sĩ. Đêm hôm ấy, ông bà nội tức tốc bay ra, rồi từ sân bay đến thẳng bệnh viện. Vợ chồng chú Tiến ở ngoài thành cũng có mặt từ sáng sớm. Quảng trưa, vợ chồng Bắc Thành cùng con trai cũng bay về, tề tựu ở bệnh viện. Mấy người anh em họ với thế từ quê cũng lặn lội mò đến. Tất cả đều thử máu, xem có cùng loại máu thích hợp với cô Tích không. Cô Tích nằm bất động trên giường nệm trắng, thi thoảng nó hé mắt yếu ớt nhìn mọi người xung quanh, rồi nhắm nghiền mắt lại. Tuyết tóc tai bơ vờ vì mấy đêm mất ngủ, đôi mắt sưng húp vì khóc thương con. Cô khẽ gọi, con ơi, mẹ đây, con. Nhưng cô Tích không trả lời, chắc nó yếu quá rồi. Rồi bác sĩ thông báo, tất cả những người trong huyết thống họ tộc đều không thể tiếp máu cho cháu được. Bởi tuy là giọt máu đào, nhưng không phù hợp với loại máu của cháu bé. Cả nhà thất vọng lo lắng, ông bác sĩ trấn an giải thích rõ căn nguyên. Trong máu của bé có kháng thể chống lại các kháng nguyên phổ biến, nên rất khó tìm được đơn vị máu phù hợp, đây là trường hợp rất hiếm gặp. Tuyết bỗng òa khóc, không lẽ cả thành phố rộng lớn này không có ai có cùng loại máu với con tôi sao? Ông bác sĩ nói, chị bình tĩnh, còn nước còn tát. Thành phố đang có đợt hiến máu nhân đạo. Hy vọng kết quả đợt này sẽ có đơn vị máu tương thích. Chúng tôi đã đề nghị Viện Huyết học tổ chức lấy máu đột xuất tại các quận huyện tìm đơn vị máu thích hợp để cứu cháu. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày nặng nề trôi qua, mạng sống của cô Tích dường như được tính từng ngày từng giờ, phụ thuộc vào sự may mắn nếu có được loại máu phù hợp. Máu hiếm đâu dễ tìm. Sáng ngày thứ tư, gần trưa, bất chợt ông bác sĩ tìm Tuyết thông báo. Hôm qua trong số hàng trăm người hiến máu, may mắn có ba người có cùng loại máu với cháu. Tuyết sững người,
không tin vào tai mình nữa. Vậy là con tôi sống rồi. Một tuần sau cô Tích được xuất viện. Cảm ơn bác sĩ và nhân viên trong khoa xong, Tuyết Nán lại gặng hỏi. Những người hiến máu tình nguyện có cùng loại máu với con em là ai vậy? Họ ở đâu thưa bác sĩ? Ông bác sĩ không do dự. À, đó là những người lao động tự do. Một anh chạy xe ráp, một chị mua bán đồng nát và một anh phụ hộ nhà ở ngoại thành. Đây quả là một bất ngờ lớn đối với Tuyết. Về đến cửa nhà, bế con từ taxi xuống, Tuyết lại nghe văng vẳng bài hát từ nhà hàng xóm vang lên. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cô ôm chặt con trong vòng tay và cảm thấy dường như một quãng đời mới đang mở ra phía trước cô, ở ngay trong căn nhà quen thuộc này. Câu chuyện thứ hai, giọt nước mắt trước cửa thiền. Tính đến đêm nay đã là 7 đêm liền, vầng trời trên đỉnh núi Nhẫm không gợn bóng trăng sao. Màn đêm thẳm đen cộng với vẻ thanh đạm vốn có càng làm cho không gian bao quanh chùa Nhẫm Dương thêm u tịch. Sư cô Đàm Diệu đi nằm đã lâu mà chưa ngủ được, bụng dạ bồn chồn. 7 đêm nay hễ vừa thiêu thiêu lại vẳng bên tai bà âm thanh lúc xa lúc gần. Đêm thứ nhất bà còn nghĩ hay là chú Tiểu đang tuổi ăn tuổi ngủ mà cài cửa không chặt. Rồi những đêm tiếp theo bà đã nghĩ hay là có ai đó trong thôn dưới chân núi ban ngày qua sông sang bên Đông Triều mãi ham vui chơi phố chợ đông đúc mà về muộn. Không gian càng chìm sâu vào đêm, trong cái màn đêm thẳm đen ấy, sư cô Đàm Diệu thấy đầu óc tỉnh táo, rõ ràng là tiếng người. Tiếng nói lúc thầm thì như nài nỉ, khi rưng rức thổn thức. Sư cô ngẩng phắt đầu, ngồi thẳng người. Chính tai bà vừa nghe thấy đâu đó những giọng nói vọng vào, không rõ ràng, nhưng dường như có gì đó khẩn thiết thôi thúc. A-di-đà Phật, cửa thiền luôn rộng mở. Sư cô nói to, có ý chờ đáp lại. Gần tháng nay, khu đảo Nhị Chiểu vốn ẩn mình trong đám lá xanh, im lìm giữa bốn bề sông nước, bỗng ầm ào như có cuộc dịch chuyển lớn. Mới sáng ra đã dậy lên những chuỗi âm thanh chát chúa, cùng với đó là đám bụi trắng bay mịt mù. Mới đầu còn thưa thớt, tuần nay rộ lên nhiều hơn. Không hiểu có toàn tính gì mà người ta về khu đảo này đo đo cắm cắm rồi bắn mìn phá đá rầm rào đến vậy. 10 hôm trước có việc phải sang sông, sư cô Đàm Diệu nghe phong thanh là trên đảo này rồi sẽ mọc lên một nhà máy xi măng còn lớn hơn nhà máy xi măng bên Hoàng Thạch. Tuy chẳng phải quê ở vùng này, nhưng nghe thấy thế, trong lòng sư cô cũng gợn suy nghĩ vẩn vơ. Khi chọn nơi này làm chốn nương thân, thì bà đã hài lòng với vẻ thanh tịnh hữu tình. Vì vậy, cái tin về một nhà máy xi măng lớn sẽ mọc lên ở đây làm sư cô có chút tiếc nuối buồn phiền. Đầu mùa mưa năm 1972, bốn nữ thanh niên xung phong do cô Thắm làm nhóm trưởng được lệnh vào kho T8 nằm sâu trong đại ngàn Trường Sơn để lĩnh hàng nhu yếu phẩm. Các cô băng rừng vượt dốc đi đúng 3 ngày thì tới nơi lĩnh hàng theo chỉ dẫn trên sơ đồ. Một kho hàng giả chiến dựng vội dựa vào vách núi, song dấu tích còn lại chỉ là những chiếc cột cháy dở đứng trơ trọi lạnh tanh. Nền đất rêu phong không một dấu chân người qua. Từ cái nền bỏ không ấy bốc lên mùi ẩm mốc, chứng tỏ kho hàng này đã được chuyển đi đâu đó từ khá lâu rồi. Hụt hẫng và sững sờ, cả bốn cô ôm nhau khóc sướt mướt. Phần lương thực đem theo chỉ vừa đủ cho các cô tìm đến địa chỉ kho hàng. Theo chỉ thị thì các cô sẽ nhận lương thực ở đó và mang hàng về. Giờ thì sững sờ vì kho hàng đã chuyển. Cố vớt vát tìm quanh nền kho hoang cũ, hy vọng còn sót lại thứ gì đó có thể ăn được. Nhưng tìm mãi cũng vô vọng. Lũ thú rừng đã nhanh chân hơn, chúng chiến sạch những gì còn sót lại. Hoảng sợ và kiệt sức, cả bốn cô đều đã nghĩ đến chuyện nếu không bị chết đói hay chết rét thì cũng sẽ trở thành mồi ngon cho lũ thú rừng. 3 đêm liền hứng trọn trận mưa rừng, họ dồn vào một hốc núi
ôm lấy nhau rồi lả đi, không còn khóc được nữa. Một linh nghiệm từ xa xăm len tới khiến cho cô Thắm bật lên những câu khấn Phật. Mẹ cô đã dặn, gặp việc gì khốn khó cứ chắp tay khấn Phật, Phật sẽ độ cho. Thắm nhớ vậy và làm theo như vậy để an ủi chính mình. Sáng hôm thứ tư, trời tạnh hẳn, những tia nắng ngày mới lọt qua tán lá chiếu xuống chỗ các cô đang nằm. Cùng với đó là những tiếng lợp bợp đã lai các cô dậy. Họ bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Quanh chỗ các cô nằm giờ la liệt những quả và rừng. Các cô hét toáng lên. Chẳng hiểu vì mừng hay vì kinh hãi. Mùi quả vả chín tỏa ra dục dã trong nắng ban mai cho các cô biết đó là sự thật. Dù chưa biết bằng cách nào mà vô số quả và rừng chín tới được chỗ các cô, nhưng đói và chẳng còn cách nào khác nên các cô bảo nhau cứ nhặt lấy mà ăn. Bỗng từ đâu tú ra những chú khỉ nhỏ như những đứa trẻ con, rồi cả bầy khỉ mấy chục con, cả khỉ lớn lẫn khỉ bé. Những con khỉ lớn tai vươn dài, chúng đu người trên các cành cây và ném xuống từng chùm quả vả. Bọn khỉ con mắt tròn xoe như bóng đèn dầu thao láo nhìn các cô mà thi nhau kêu choe choé. Lũ khỉ không chịu yên chân tay mồm miệng, chúng cực kỳ hiếu động. Chúng vươn những cánh tay dài để truyền cành, chúng tấp tễnh chạy nhốn nháo. Ầm ĩ chán, chúng lại leo thoăng thoắt lên các cành cây mà thi nhau ném quả và rừng xuống chỗ các cô đang sợ xanh cả mặt. Có quả rơi xa, có quả rơi đúng vào người các cô, nhưng tuyệt nhiên không có con khỉ nào nhảy sổ vào người họ. Sư cô đàm diệu cẩn thận bước từng bước ra ngoài sân chùa. A-di-đà-phật. Sư cô đàm diệu cất tiếng kiểu nói canh chừng. Từ khoảng mông lung chẳng rõ hình thù của tiếng nói xa vời nào đó như đáp lại. Giọng nói xa vời ấy hình như cảm nhận được sự có mặt của sư cô đang ở bên ngoài sân chùa lúc này, nên dù nghe thoang thoảng mà lại thấy gần hơn. Rất thông thả và cũng rất chú tâm, sư cô đàm diệu cất tiếng hỏi tiếp vào khoảng mông lung. Linh cảm mách bảo cho bà có ai đó đã đứng ngoài sân chùa đợi bà khá lâu rồi. Mô Phật, thí chủ từ đâu tới? Có điều gì gấp mà thí chủ không đợi sáng ngày để nói? Không có tiếng trả lời cho rõ nghĩa, chỉ thủ thủy vọng lại xa gần thứ âm thanh lạ lẫm, nửa tiếng người, nửa tiếng gió. Hồi mới tới chùa Nhẫm Dương, sư cô đàm diệu đã nghe nói rừng Nhị Chiểu còn khá nhiều thú. Những con dê núi nhẫn nhơ nhảy choi choi qua các mỏm đá sắt, bứt lá rừng ăn thông thả. Bà còn nghe kể tích tận trong rừng sâu, có những con khỉ lông vàng mượt, quanh năm đùa nghịch hồn nhiên trên những cành cây rậm lá. Lũ khỉ lông vàng này khá thuần nết, chúng chưa bao giờ mò tới sát chùa, chứ đừng nói mò xuống cánh đồng dưới chân núi để mà phá lúa. Bởi thế, cho dù đã nghe nói, nhưng sư cô đàm diệu cũng chưa một lần giáp mặt bầy khỉ rừng Nhị Chiểu. Thời xưa, vùng này ở vào thế hiểm trở, thành nơi luyện quân mỗi khi có giặc phương Bắc tràn sang. Chuyện còn kể là lũ khỉ lông vàng cũng nhiệt thành không kém. Chúng truyền cành leo tít lên những ngọn cây cao nhất và kêu ầm lên mỗi khi thấy bóng quân giặc định mò vào. Vậy nên, thế núi đã hiểm lại thêm linh. Sư cô đàm diệu bước thêm mấy bước tới giữa sân chùa. Hơi sương làm khoảng sân trơn ướt như có ai đó vừa đổ nước. Trời bắt đầu quang đôi chút nhờ những luồng gió thổi từ trong núi ra ào ạt hơn. Sư cô ngẩng người ra khi thấy thấp thoáng những bóng hình di động, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động nào chứng tỏ là tiếng chân người. Chút hồ nghi khiến bà phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Bất chợt, từ phía rừng sâu dậy lên chùm tiếng nổ rất lớn. Sư cô đàm diệu hơi so người lại. Bà lấy tay bịt chặt lỗ tai, hai mắt nhắm lại. Không hiểu sao hôm nay họ cho nổ mìn sớm vậy. Bà tự hỏi và ngước nhìn về phía vừa phát ra những tiếng nổ dữ dội. Cả vùng núi trước mắt bung lên những đám bụi đá trắng mù. Có thứ gì vừa mới lăn tới chạm nhẹ vào mũi chân. Sư cô đàm diệu cúi xuống nhìn. Một quả thị chín vàng,
Quả thị còn sót lại từ cuối hạ nằm gọn trên tay bà. Quả thị chín tỏa lên mùi thơm dễ chịu với cái mùi khét lẹt khó chịu của thuốc nổ đang sọc tới. Sư cô Đàm Diệu hơi ngỡ ngàng, bà quay nhìn lên cây thị cổ. Không lẽ quả thị tự rụng? Không phải vậy, quả thị tròn vo không hề mất méo, chứng tỏ ai đó vừa hái và lăn về phía bà. Nếu thị rụng từ trên cây xuống, chắc nó đã vỡ nát. Ai ngầm đưa cho bà quả thị? Sư cô Đàm Diệu băn khoăn, suốt đêm qua và đến tận bây giờ, bà đã thấy bóng dáng một ai đâu. Không lẽ là mai chơi? Sư cô Đàm Diệu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ nhảm nhí đó. Vẽ, làm gì có ma trên đời? Vậy ai đã đưa cho bà quả thị? Lại dậy lên chuỗi âm thanh nổ mìn phá đá. Sư cô Đàm Diệu chật giật bắn người. Trên cây thị cổ có rất nhiều khỉ đang bu đám. Lũ khỉ bu lấy nhau, bụi bám, rung cầm cập làm xào xạc đám lá thị. Chúng nhìn về phía bà bằng những đôi mắt tròn to, hoảng sợ. Bà thót mình, thì ra lũ khỉ lông vàng trong rừng nhị chiểu, trốn chạy tiếng mìn đã nhào tới quanh chùa. Chúng bám vào cành thị cổ làm chỗ nương thân. Thì ra suốt mấy đêm, lũ khỉ chờn vờn quanh đây. Chúng không quậy phá mà lặng lẽ trông chờ. Thì ra chính chúng, chứ không phải ai khác. Chúng đợi đêm thẳm đen mới ngóng vào trong chùa cất tiếng vang vĩ. Sư cô Đàm Diệu thấy co thắt trong lòng, những ký ức xa xưa ùa về. Câu chuyện thứ ba, người anh kết nghĩa. Chiều hôm trước, tôi được lãnh đạo tòa án tỉnh phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo liên quan tới dự án khu đô thị mới Cầu Ngang. Ngày sáng hôm sau, Trần Danh, ông anh kết nghĩa, đồng thời là ân nhân của tôi gọi điện, giọng nghiêm trọng. Vụ Cầu Ngang liên quan đến phó chủ tịch tỉnh. Cậu từ chối làm chủ tọa đi, kẻo vạ vào thân. Liên quan thế nào? Nhận hối lộ, giá trị lớn đấy. Nói rồi, Trần Danh cúp máy. Mấy hôm sau, em con ông chú tôi làm bên văn phòng ủy ban cũng nhỏ to. Anh Phong này, em nghe nói vụ án C5 Cầu Ngang liên quan đến ông Ngô Mạng, phó chủ tịch tỉnh, nhận 100.000 đô la làm giấy tờ giúp cho doanh nghiệp lừa đảo. Tôi trừng mắt. Bậy bạ, chú đừng có tung tin nhảm nhí. Nó cứ vậy, nhưng tôi cũng bán tính bán nghi. Không lẽ đồng tiền đã làm một ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thoái hóa, biến chất đến như thế sao? Hơn 20 năm trước, tôi còn là sinh viên năm thứ ba khoa luật. Sau cú ngã từ trên cao xuống đất, tôi bất tỉnh. Sau này mới biết được người đưa tôi đi cấp cứu, chăm chút tôi suốt thời gian trong bệnh viện là Trần Danh. Anh hơn tôi 5 tuổi, học trên tôi một khóa. Số là hôm đó, phòng tôi mất điện, tôi đánh liều, trèo lên cục điện mò mẫm sữa, chẳng may bị ngã. Khi tôi hồi phục, mẹ tôi bảo, phúc 70 đời nhà anh, bác sĩ nói nếu chậm thì không thể cứu được. Ơn cứu mạng, tái sinh, cả đời không trả được đâu. Con nhận anh Danh là anh kết nghĩa đi, sống phải có tình có nghĩa, có trước có sau con ạ. Ra trường, tôi chạy ngược chạy xuôi xin việc, nhưng đi đâu cũng nhận được câu trả lời, không có nhu cầu tuyển dụng. Đang thất vọng thì Trần Danh bảo tôi, làm thư ký tòa án lương thấp nhưng có tương lai, cậu có chịu không? Để tôi nói với các anh bên tòa án tỉnh. Tôi đồng ý lấp lự. Trần Danh đang làm việc tại phòng pháp chế thuộc công ty xây dựng thương mại của tỉnh. Chẳng rõ quen biết, quan hệ thế nào mà ngay đầu tháng sau tôi được gọi đến tòa án tỉnh thử việc, rồi sau đó thi tuyển vào ngạch thư ký. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát, tôi đã làm việc tòa án tỉnh gần 20 năm. Trần Danh đã được đề bạt lên lãnh đạo cấp phòng, sau lên phó giám đốc, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Tôi dần già cũng được bổ nhiệm phó tòa, rồi chánh tòa hình sự. Thi thoảng, Trần Danh lại gọi điện hoặc gặp gỡ để góp ý cho tôi về quan điểm xử lý một vụ án, tư vấn về chuyên môn xét xử. Tôi ngưỡng mộ anh, xem anh như chỗ dựa tinh thần vững chắc.
những lời tư vấn về chuyên môn của anh thường mang lại kết quả tốt cho công việc của tôi. Vụ án tại khu đô thị C5 Cầu Ngang được xem là vụ án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tỉnh nhà. Nguyễn Thị Hồng Châu, tổng giám đốc tập đoàn Châu Phát, đã cùng nhân viên vẽ ra dự án ma khu đô thị mới C5 ở ngoại vi thành phố, quảng cáo rùm beng và thu về hơn 2.000 tỷ đồng của người dân đặt cọc mua biệt thự, căn hộ cao cấp. Chủ trương xây dựng khu đô thị đã được phê duyệt, nhưng Ủy ban tỉnh chưa ra quyết định triển khai vì doanh nghiệp còn thiếu nhiều thủ tục, năng lực chưa đảm bảo. Mặc dù đã giới thiệu dự án, đóng một số cọc nhồi, làm phép và thu tiền của người dân, nhưng sau hơn 3 năm, dự án vẫn án binh bất động. Người dân nhiều lần kéo đến tập đoàn Châu Phát đòi tiền, nhưng tổng giám đốc Hồng Châu tìm mọi cách tránh mặt. Đơn thư tố cáo được gửi lên lãnh đạo tỉnh và trung ương. Đại diện người dân nộp tiền mua nhà mang khẩu hiệu kéo nhau đến tòa án tỉnh, gây sức ép để tòa án sớm xét xử, đòi lại tiền cho họ. Hồ sơ vụ án không có tình tiết nào dính dáng đến ông Ngô Mạn như tin đồn thổi. Có thể do đối tượng xấu tung tin để bôi nhọ nhằm hạ uy tín cán bộ trước đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới. Mà cũng có thể trong một khoảnh khắc không tự chủ được bản thân nên ông Ngô Mạn bị cám dỗ rồi vi phạm. Đang lúc rộ lên tin đồn về ông Ngô Mạn, bỗng trên mạng xã hội xuất hiện tấm ảnh bà Hoa, vợ ông Mạn, đứng trước một ngôi biệt thự 5 tầng trong khuôn viên sân vườn rộng hàng trăm mét. Bên dưới có hàng chữ đậm: cần làm rõ biệt thự không phép của vợ sếp, phải chăng xây nhà từ nguồn tiền tham nhũng? Trần Danh bấm điện thoại tìm thông tin trên mạng rồi đưa cho tôi xem. Xem này, chồng ăn hối lộ, vợ rửa tiền xây nhà, phen này đi Đức là cái chắc. Coi chừng tin nhảm nhí, ghép ảnh với mục đích xấu. Anh cũng nên cẩn thận khi phát ngôn, phát tán tin vớ vẩn, chẳng phải đầu lại phải tai. Trần Danh đưa tay sửa cặp kính cận. Không có lửa làm gì có khói, chắc cũng có dính tí chút. Phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo tại dự án C5 Cầu Ngang được mở. Bị cáo Hồng Châu và bị cáo Tất Mậu, giám đốc kinh doanh tập đoàn Châu Phát, đều khai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Mạn đã nhận 100.000 đô la để cấp giấy phép xây dựng khu đô thị. Đường đi của khoản tiền này là từ bà Hồng Châu chuyển cho giám đốc Mậu. Còn sau đó, đến tại ông Ngô Mạn như thế nào, các bị cáo đều im lặng không nói. Sau gần 30 phút bị hội đồng xét xử thẩm vấn ráo riết, bị cáo Mậu tỏ ra thành khẩn, khai rành rọt. Thưa quý tòa, hôm đó bị cáo cầm tiền đến gặp. Xét thấy để Mậu khai báo công khai trước tòa sẽ bất lợi và cũng chưa cần thiết phải xét hỏi bị cáo Đào Văn Tráng, giám đốc sở xây dựng, tôi lập tức cho tạm dừng phiên tòa, tức tốc báo cáo chánh án toàn tỉnh. Đúng lúc đó, Trần Danh gọi điện cho tôi. Hai bị cáo đều khai trùng khớp về ông Ngô Mạn nhận tiền, cậu khởi tố hành vi đưa và nhận hối lộ ngay đi, chần chừ gì nữa. Quyết định khởi tố ngay tại phiên tòa để điều tra là không sai luật. Nếu ông Ngô Mạn vi phạm thì xử lý theo luật, nhưng nếu kết quả điều tra không như lời khai của các bị cáo, chưa rõ Ngô Khoai ra sao, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mệnh chính trị của một cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong thời điểm đại hội đảng bộ tỉnh sắp diễn ra. Ông Mạn sẽ bị loại ra khỏi danh sách đại biểu dự đại hội, chứ đừng nói đến danh sách ứng cử vào ban chấp hành khóa mới. Tôi hội ý hội đồng xét xử rồi quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ. Ngày tối hôm ấy, Trần Danh đến nhà tôi giận dữ. Sao không khởi tố hành vi đưa và nhận hối lộ ngay, trả hồ sơ để tội phạm có thời gian tiêu hủy chứng cứ, thông cung rồi chạy chọt người nọ người kia à? Từ nay, ta không có anh em gì với mày nữa. Thằng anh nói một đằng, thằng em là một nẻo. Mày là đồ bạc nghĩa. Hơn 3 tháng sau, phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ án C5 Cầu Ngang được mở. Kết quả điều tra bổ sung đã làm rõ lời khai của bị cáo Hồng Châu và Tất Mậu về việc đưa hối lộ 100.000 đô la cho Ngô Mạn để chạy giấy phép xây dựng là hoàn toàn sai sự thật.
có biểu hiện phạm tội vu khống. Do không đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng, nên các bị cáo dùng tiền chạy xin giấy phép nhằm để người dân tin tưởng dự án sắp khởi công, nộp tiền mua nhà cho tập đoàn Châu Phát. Sự thật là Tức Mậu quen biết với Đào Văn Hậu, con ông Tráng, giám đốc sở xây dựng. Hậu đã tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị đi du học nước ngoài. Biết Mậu đang cần chạy xin giấy phép xây dựng, Hậu nổ rằng mình chơi thân với con phó chủ tịch tỉnh và ra giá phải chi 100.000 đô la để đưa cho mạng. Do mất cảnh giác, văn phòng sở xây dựng đã để cho Hậu lấy được chữ ký, con dấu vào giấy phép xây dựng khu đô thị C5 do y soạn sẵn. Hậu đã mạo danh và uy tín của phó chủ tịch tỉnh, lừa Mậu để ông trọn 100.000 đô la đút túi. Ông Mạng vô can trong việc này. Sự việc vỡ lở, ông Tráng ngậm đắng nuốt cay, nhận hết tội thay cho Hậu để con trai còn có cơ hội du học nước ngoài. Nhưng bố con ông giám đốc sở đều đã phải ra tòa lãnh án. Bị cáo Hồng Châu cùng các đồng phạm trong vụ án bị nhận những mức án nghiêm khắc. Vụ án khép lại, có điều rất buồn là ông anh kết nghĩa của tôi bị xử phạt hành chính và bị sa thải. Sau này tôi được biết Trần Danh có người chú vợ đang là ứng cử viên sáng giá cho cái chức phó chủ tịch tỉnh, thậm chí còn được quy hoạch vào vị trí cao hơn. Ông này cũng bị kỷ luật, sắp tới phải hầu tòa cùng hai bị cáo khác liên quan đến vụ tung ảnh lên mạng vu khống bà Hoa. Có lẽ vì thế mà Trần Danh tung tin xấu về ông Mạng, lại xúi giục tôi khởi tố ông Mạng ngay tại phiên tòa. Một thời gian ngắn sau đó, Trần Danh đưa vợ con vào sống ở một tỉnh phía Nam, mở công ty kinh doanh bất động sản và buôn bán vật liệu xây dựng. Tôi gọi điện nhiều lần nhưng anh đều không nghe máy. Tôi dự định sẽ nghỉ phép bay vào miền Nam tìm gặp anh cho bằng được. Cho dù Trần Danh hiểu hay cố tình không hiểu lòng tôi, nhưng anh mãi vẫn là người anh kết nghĩa, ân nhân của đời tôi. Câu chuyện thứ tư, niềm hạnh phúc giản đơn. Người làng Nhang thường bảo bà chanh sướng, nhà cửa khang trang, cháu nội, cháu ngoại ngoan hiền, thịt ăn không hết phải làm thịt lạp treo gác bếp. Ngày nắng, trước cửa nhà treo mấy cây sào phơi lạp sưởng, người đi đường cũng ngửi thấy mùi thơm. Hai con gái đều được gả vào nhà giàu ở thành phố. Thỉnh thoảng cuối tuần, con rể lại đánh xe chở vợ con đến thăm ngoại, biếu bà 1-2 triệu đồng để ăn sáng. Chồng bà làm thầy tàu, thầy cúng, nên cứ dăm 3 ngày lại đem về cả túi thịt, xôi, bánh trái đủ loại. Ăn không hết, bà chia cho lũ trẻ trong xóm. Hai thằng cháu nội vì ăn nhiều bánh kẹo nên hỏng hết răng. Con trai con dâu đều trách mẹ nuôi chịu cháu quá, làm chúng bị sâu răng cả lượt. Trong nhà có sẵn, không cho, chúng cũng tự lấy mà ăn, bà có cấm cản cũng chẳng được. Nhiều lúc ngắm hai ngôi nhà 3 tầng và những đồ vật trong nhà, bà chanh lại nghĩ đến những năm tháng nghèo khó trước kia. Ngày đó, chồng bà chưa làm thầy tàu, bố mẹ chồng còn sống. Vợ chồng bà có 4 đứa con, cả nhà 8 người ở chung căn nhà sàn. Đến bữa vừa tròn 1 mâm. Cơm còn không đủ ăn, nói gì đến thịt treo gác bếp với lạp xưởng phơi nắng. Hiếm hoi có dịp thịt con gà, con vịt thì ông bà bố mẹ chưa ăn được 2 miếng đã hết. Mùa đông đến, gió rét lùa vào nhà sàn, đệm không có, chăn không đủ ấm. Mùa hè, màn không đủ mắt để chống mũi. Nhưng số bà chanh là tốt ở hậu phận. Hồi đó đã có người nhìn tướng bà phán thế. Từ khi chồng bà làm thầy tàu, người đón kẻ trước, cả tháng không ở nhà được mấy ngày. Hai con gái được gả vào gia đình khá giả, nhà xây mấy tầng, sắm xe ô tô đi làm. Thằng Long lương lái máy xúc 1 tháng gần 20 triệu, vợ nó làm giáo viên cũng được trên 10 triệu. Nhưng có những tháng chồng bà còn kiếm được nhiều gấp mấy lần số lương của vợ chồng nó. Người ta làm nhà phải vai trước vai sau, vợ chồng nó làm nhà chẳng phải bận tâm nhiều đến tiền nong. Đến mùa vụ, vợ chồng nó cũng chẳng muốn làm. Làm ruộng vừa vất vả nhọc nhằn, bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng đến lúc thu hoạch được ngô thóc thì giá rẻ mạt, thóc lúa thì ăn được bao nhiêu. Chúng con bỏ ra 1 tháng lương là mua được cả tấn thóc, ăn cả năm không hết.
Ngày xưa là ăn để no cái bụng, bây giờ thì ăn chất là chính. Đất đai để cho người khác thuê làm ăn. Chúng nó mua gạo ngon về nấu, nó bảo đấy là gạo của Thái, ngon hơn của nhà mình làm ra. Bà Chanh ăn chẳng thấy nó ngon hơn, bà vẫn thích ăn gạo được cấy trên đất tổ tiên để lại. Mỗi khi bỏ miếng ngon vào mồm, bà Chanh lại xót xa. Thằng Đăng, con trai lớn của bà không biết đường ăn ở nên đâm đầu vào ma túy. Bà không thể quên được buổi sáng hôm ấy. Trời mưa như thác đổ, Đăng chết ngồi trên ghế, lưng tựa vào thành ghế, cổ ngoẹo sang một bên. Cái kim tiêm vẫn còn dính trên bắp tay. Đăng ra đi nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Chị gái em gái vừa khóc vừa vuốt mà đôi mắt vẫn không chịu khép lại. Chỉ đến khi bà Chanh lại gần nói, mẹ sinh con ra mong con chăm sóc bố mẹ lúc về già, đưa bố mẹ lên đồi yên nghỉ. Con không nghe lời bố mẹ, đâm đầu vào vũng nước đục, để rồi kẻ đầu bạc phải lo đám, tiễn kẻ đầu xanh. Con hãy nhắm mắt mà ra đi. Con gái của con, bố mẹ sẽ nuôi dạy nó đến ngày khôn lớn. Ngôi nhà ba tầng là của con gái con, ruộng nương con gái con đều có phần cả. Lời bà vừa dứt, tay đứa em gái út phút ba cái, đôi mắt Đăng liền khép lại như người đang say giấc. Mấy ngày làm ma, trời mưa sụt sùi, ai cũng ướt sũng. Những cây tiền giấy được bao trong túi ni lông cũng bị ướt, và tưới dầu hỏa hai lần mới rút được cái nhà ma và những cây tiền giấy. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi trời mưa sụt sùi là bà Chanh lại nhớ đến Đăng. Bà vẫn thấy bóng hình của con ngồi trên cái ghế dài đúc rời cõi tạm. Bà từng tính thằng Long lái mái công trình tháng ngày xa nhà. Vợ làm giáo viên, chúng muốn gom tiền mua đất. Xây nhà ngoài thành phố kệ chúng nó. Ở quê có vợ chồng Đăng là được. Chúng vừa lo việc ruộng nương chăm nom mộ mã. Khi có đám thì thằng Đăng theo bố đánh trống, đánh thanh la, vừa được ăn vừa được tiền. Nó đã viết được chữ, thuộc hầu hết các bài tàu rồi. Khi bố già có thể thay bố. Bố mẹ tính đường đi nước bước cho con, nhưng chúng có biết được nỗi lòng bố mẹ đâu. Biết thì đã không đâm đầu vào bụi gai rồi. Đăng theo bố làm thầy tàu, có tiền sinh ra đua đòi chơi bời, nghiện lúc nào không hay. Nó đi theo bố, nhưng người cha làm sao có thể kiểm soát con từng giây từng phút được. Con tự hại mình Đăng à, giờ vợ con mang con đi về nhà ngoại sống, mẹ đau lòng lắm, con có biết không? Bà Chanh than thở trước mộ con trai hơn vợ con Đăng đi về nhà mẹ đẻ. Bà Chanh vừa kể vừa đập tay vào ngực thầm thập. Ở dưới bà tức tức, Đăng có nghe thấy tiếng lòng của người mẹ tội nghiệp này không? Đứng trên đỉnh đồi nhìn về làng ngang, hai ngôi nhà của bà Chanh nổi lên như hai vệt sáng. Những ngôi nhà sàn mái ngói âm dương thấp thoáng sau vườn vầu và rặng tre ngà. Những ngôi nhà sàn mái ngói âm dương thấp thoáng sau vườn vầu và rặng tre ngà vàng ống dưới ánh nắng mặt trời. Cái thời không có tiền, tuy ăn ở kham khổ nhưng không thiếu tiếng cười nói. Đến lúc có tiền rồi, dỡ nhà sàn xây nhà mấy tầng thì vắng tiếng người sớm tối. Nhà đẹp lắm tầng để làm gì? Những ngày chồng bà đi làm tàu thì một nhà khóa cửa, có phòng cả năm chẳng bước chân vào bao giờ. Người làng cứ nhìn vào ngôi nhà của bà để trầm trồ ao ước, họ đâu biết điều mong muốn của bà. Hằng ngày nhìn những đứa nhà bên chạy nhảy tíu tích, bà Chanh cũng thèm được cháo níu lấy bước chân. Trông trẻ con mệt lắm, thà đi lên núi lấy một gánh củi còn dễ hơn việc trông trẻ. Biết thế, nhưng được trông trẻ cũng là niềm vui, hạnh phúc của người làm ông làm bà. Song đâu phải ai cũng có được niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản ấy. Có nhà lầu, có tiền là hạnh phúc viên mãn. Bà Chanh không nghĩ như thế. Ngày qua ngày chỉ có vợ chồng già bên mâm cơm đầy thịt, chẳng buồn động đũa. Giỏng tai nghe tiếng con trẻ nhà hàng xóm đòi ăn mà bà Chanh thèm được nghe tiếng cười nói của hai đứa cháu nội. Nhà vắng tiếng nói cười của trẻ con thì buồn lắm. Tuổi già vui với con với cháu mà. Mẹ muốn vui với cháu thì ra ở với chúng con.
Vợ chồng thằng Long nói với mẹ nhiều lần, thỉnh thoảng ra thăm thì được, chứ bà làm sao ra ở hẳn với con ngoài thành phố. Ở quê, bà còn có những người bạn láng giềng để chuyện trò, còn có phường tược ruộng nương. Đi đâu xa một hai ngày là bà nhớ đến lũ gà vịt. Mỗi khi thấy bà cầm cái ống bơ là chúng chạy theo chân bà. Ra ở với vợ chồng thằng Long vài ngày là bà đã không chịu được lối sống của người thành phố. Ở đó, bà không quen biết ai cả, muốn tìm người nói chuyện vài câu cũng khó. Cùng dãy phố mà nhà nào cũng đóng cổng, chỉ mở lúc ra vào. Vợ chồng thằng Long đi làm, hai cháu nội cũng đi học từ sáng, đến tối mới về. Một mình bà sống trong nhà lạc lõng, sống trong nhà mình mà cứ như ở tù. Không chịu được cuộc sống ru rú trong nhà con trai, bà Chanh liền khăn gói trở về quê. Ở nhà, bà không ngơ nghỉ đôi tay, khi cầm con dao quắm chặt cây làm củi, lúc cầm cái cuốc vỡ đất để trồng rau xanh. Bà là con người lao động, không được cầm dao cầm cuốc một ngày là bà cảm thấy tay chân thừa thãi. Vận động tay chân, bà thấy người khỏe hẳn ra. Đến bữa ăn cơm ngon hơn, đêm nằm cũng ngon giấc. Đưa mẹ ra bến xe, Long đút vào túi bà một ít tiền, nhưng bà không nhận. Con đưa tiền cho mẹ làm gì? Hàng tháng, vợ chồng con gửi mẹ vẫn còn. Thỉnh thoảng, bố con đi lo đám cũng được khá lắm. Bánh kẹo rượu thịt không có thiếu đâu, chỉ không có người ăn thôi. Tiền, con cứ giữ lại đi. Ở thành phố, cái gì cũng cần đến tiền, không như ở quê đâu. Nhớ đến tiếng cười nói của những đứa trẻ hàng xóm, bà Chanh nói với con trai. Ngày lễ, ngày nghỉ, các con thu xếp thời gian đưa hai cháu về thăm ông bà là mẹ thấy vui lắm rồi. Nói xong, bà bước lên xe khách đang chuẩn bị rời bến. Ở nhà, chắc lũ gà vịt và cả con chó trắng lông xù đang mong chủ trở về lắm rồi.